Bốn cách khắc phục kem chống nắng gây bí da đổ dầu rất là hữu ích. Thứ nhất đó là khi mà lựa chọn kem chống nắng thì chúng ta nên lựa chọn những kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ. Ví dụ như các bạn có thể lựa chọn những cái loại lotion này, dạng gel này và ít hoặc là hạn chế chứa cái thành phần là oil, chứa thành phần dầu ấy, bởi vì dầu nó gây bí da. Thứ hai đó là khi mà bôi kem dưỡng trước bôi kem chống nắng á, thì chúng ta sẽ bôi một lớp dưỡng ẩm, đừng có bôi quá dày và cách một thời gian đủ lâu nhé, ví dụ có thể là 5 phút trở lên chẳng hạn, để cho kem dưỡng ẩm nó thấm sâu vào da rồi chúng ta mới bôi kem chống nắng. Còn nếu mà da ai mà dầu nhiều quá thì chúng ta có thể bỏ qua cái bước kem dưỡng ẩm đi, mà chúng ta có thể là bôi serum trước, sau đó chúng ta bôi kem chống nắng lên. Và thứ ba nhé, nó cực kỳ quan trọng luôn, đó là chúng ta phải bôi kem chống nắng đúng cách. Đúng cách là như thế nào? Chúng ta sẽ lấy một đủ lượng nhé, sau đó chấm 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 từng điểm trên khuôn mặt. Sau đó thì chúng ta dùng hai cái bàn tay này chúng ta vỗ 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 lên da nhé, chứ đừng có quẹt thế này nhé. Quẹt quẹt thế này nó rất là dễ gây bí da. Và cái cuối cùng đó là chúng ta nên chia lượng kem làm hai lần để dễ thấm vào da, có nghĩa là chúng ta bôi một lần đi, rồi sau đó rồi thì chúng ta có thể là bôi thêm lên và chúng ta vỗ tiếp vào nó nhé. Nhớ là vỗ nha, không được quẹt, ok.